hoa đó chú. Bông hoa hả? Con trai mày là bông hoa hả? Dễ rồi cô. Dễ hả? Con làm được bông hoa rồi hả? Trời ơi, vậy là hồi nãy chú chỉ cho con làm được phải không? Dữ ta. Ghê. Vậy thôi, sắp kế là đây làm đi. Chú làm con, cô làm con. Rồi chú làm cho con hôn chú đi. Rồi. Chị chào Bắc Linh nè. Chào cô Chiêu An. Nói lớn lên, không có lắc chứ trên. Em bé này quay mặt lại. Chào cô Chiêu An. Chú rú chú. Em bé này 2 tuổi mấy con? 2 tuổi mấy? Cấp 1 là 3 tuổi. Vậy là gửi mẫu giáo chưa? Rồi. Trời ơi, nó bỏ em nó luôn rồi. Trời đó. Ngồi đây với con, ngồi yên đây nha. Chị Hương Giang đang bị bốn lần. Mở hai đầu ngón tay ra.
xong lại xe này. Đừng có xoay ngang bên sai con, xoay dọc ngón tay ra, cầm cuộn dọc ra, quay ra, sai rồi. Đó, sai rồi. Từ từ nhìn chú này, để dọc chứ không phải quay ngang như này, để xoay được, để dọc. Sai. Mình nhớ phải đem xô vô nào. Con làm tay trái à? Con để dọc cuộn theo chiều ngón tay. Đúng rồi chú. Cái chị đấy tự làm chắc là đang đi hai hai cái nữa, ba cái nữa, dán ba cái rồi. Đâu con đặt một cái bông này lên như vậy này, con cầm cái cuộn này đặt vào đây, tay dưới xê này, tay trên mình đặt lên này. Đây, rồi đây con làm đá cũng vậy, như cái đài đấy, con cầm cục bột này. Mở hai ngón tay ra. Đúng rồi. Đó, con bật cái bột. Rồi. Đây, con phải làm con một con nữa chưa? Đây nữa. Đây con phải là con chú đang làm cũng được chú. Con cầm một sai rồi, cầm như này. Hai ngón tay mở cho cái cục bột nó dọc theo chiều ngón tay. Cầm dọc ra. Không, mở. Xong con lấy luôn. Con bỏ ai là một tay nó mang khép. Đúng rồi. Con sản phẩm cầm luôn.